Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCN Truyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 19 của truyện Hắc Nguyệt Quang, cầm chắc kịch bản BE, tác giả Đàng La Vi Chi. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của anh này. cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Mình xin cảm ơn bạn Thành Nguyễn đã ủng hộ cho kênh qua tính năng Super Thanks và bạn Phạm Thái Bình đã ủng hộ cho kênh qua ví Momo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Trường 55, Hoảng Loạn Mọi việc phát sinh một cách đột ngột, không một ai kịp trở tay, vòng ngọc trơ mắt nhìn tô tô đâm mạnh chửi thủ vào lồng ngực tiêu lấm thanh chửi thủ đâm xuyên qua tim tiêu lấm đổ sụp xuống y vẫn còn đang cõng tô tô một con tiểu yêu ngây ngô xông đến bị y vùng tay giết chết vòng ngọc trong lòng run rẩy có một phỏng đoán đáng sợ nảy sinh trong đầu nó tiểu chủ nhân mau tỉnh lại đi mau tỉnh lại đừng có làm hại tiêu lấm nhưng tô tô lại không nghe thấy gì hết trong mắt của nàng chẳng còn sắc thái, đầu đấn giống như là một mặt nước phẳng lặng tê liệt. máu tươi thấm đẫm lòng bàn tay tô tô. nàng chớp mắt, có một khoảnh khắc đầu đau như là muốn nứt ra. tiếng gọi hoảng loạn của vòng ngọc vang tới bên tai, trong tầm mắt tô tô chỉ là một mảnh đen kịt. trong hoảng loạn, hình như nàng đã giết chết một con yêu quái đang muốn giết chết mình. mùi máu tươi sộc thẳng vào mũi. nàng từ trên lưng một người ngã lăn xuống dưới sương mù dày đặc trong đầu bỗng nhiên tan ra, tầm mắt bị che phủ kín của nàng cuối cùng đã thấy rõ được mọi thứ. trong không khí tràn ngập mùi máu tanh đáng sợ, không phải là của yêu quái mà là của... Tô Tô quay phát đầu lại, liền nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi khói miệng đang tràn ra máu. máu trên bàn tay của nàng vẫn còn rất nóng, cứ như là muốn thiêu đốt bàn tay nàng. nàng đã giết chết Tiêu Lẫm rồi. Cần sợ hãi hoảng loạn xâm nhập vào toàn bộ cả người Tô Tô. Nàng run dậy lên, cả người lặn như là ngâm trong hầm băng. Cuối cùng đã thoát ra khỏi lực lượng đang không chế mình, từ dưới đất bò dậy. Nàng đã làm cái gì rồi? Tô Tô run dậy, ôm lấy tiểu lẫm Ta... ta xin lỗi. Điện hạ, ta... Từng giọt nước mắt to tròn nóng hổi từ hốc mắt nàng lăn xuống. Vòng ngọc khó khăn mở miệng. Tiểu chủ nhân Nàng bị trúng thuật con dối Không phải là trúng thuật con dối ngày đó bên trong hồ Mà là ta thuật con dối trần chính Vọng Ngọc cuối cùng đã thông suốt Tại sao mình cùng với Tô Tô một tháng sau mới tỉnh lại Đó là bởi vì nó cũng bị ngâm bên trong nhược thủy Không thể nào nhìn thấy được Cũng lại chẳng thể nào nghe thấy Cũng không biết đàm đại tấn đã làm gì với Tô Tô Một tháng này Mượn từ nhược thủy Người đó đã thành công khống chế Tô Tô hạ thuật con dối cho nàng để nàng giết chết tiểu lẫm người khác không nhìn ra được tô tô bị khống chế ngay cả chính bản thân nàng cũng không biết vào một khắc tiểu lẫm bị thanh trùy thủ đâm xuyên trái tim thuật con dối của tô tô mới được hóa giải nhưng mà tất cả đã quá muộn rồi người đàn ông trẻ tuổi nằm dưới đất mặt mày tái nhột như tờ giấy y phục trắng của y nhuộm đẫm máu tươi loang rộng ra bên ngoài đó là lần đầu tiên vòng ngọc nhìn thấy tô tô luống cuống như vậy từ lúc nàng tới thế giới này, nàng chưa từng khóc bao giờ. Nhưng mà giờ phút này lại khóc đến nỗi bất lực như một đứa trẻ. Một bàn tay cố hết sức nâng lên, chạm vào nước mắt của nàng. Tô Tô nức nở nghẹn ngào cúi đầu xuống, nhìn thấy một đôi mắt vừa mệt mỏi lại cực kỳ dịu dàng. Ta biết, muội không phải cố ý. Điện hạ. Sau đó, tiêu lấm hò ra một búng máu, Lúc này, màn trời đã tối đen xuống. Yêu vật trong rừng đã bị chấp kiếm của y giết chết cho thất điên bát đảo. Số còn lại đã chạy trốn từ lâu. Ánh trăng ló ra, chiếu vào trên người tiêu lấm và tô tô. Cách đó không xa chính là một dòng suối chảy dốc rách. Ánh trăng chiếu dọi mặt nước, cả một vùng sáng ngời như được thanh tẩy. Tiêu lấm chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng. Y yêu ớt dựa vào một thân cây, cực kỳ dịu dàng, từng chút từng chút một lau khô nước mắt trên mặt Tô Tô. Y từ nhỏ thông tuệ, trong chớp nhoáng đã đoán ra được tất cả mọi chuyện là như thế nào. Tô Tô bị khống chế. Từ trước đó rồi, nàng đã từng nói với họ, không biết tại sao đàm đài tấn lại thả nàng trở về, bảo mọi người phải đề phòng nhiều hơn. Nhưng mà Y chưa từng đề phòng nàng. Y rất muốn mang nàng ra khỏi khu rừng đó Hiện giờ xem ra đã không thể nào làm được nữa rồi. Khuôn mặt thiếu nữ mềm mại nhưng lại lạnh như băng. Nàng run rẩy, răng va cầm cập, sợ hãi và ái náy cứ như ngọn núi đè nặng lấy nàng. Y đột nhiên nhớ tới tiểu tăng tiểu nằm ở trên lưng thiếu sư khóc lóc nức nở nghẹn ngào. Khi đó, nàng đã hỏi Y, có phải nàng sẽ biến thành yêu quái không? Nàng sợ mình sẽ trở nên xấu xa như vậy. Thiếu sư đã trả lời nàng thế nào? Không, mỗi là tiên. Tiêu lẫm dừng lại một chút, đột nhiên lại khẽ cười. Đừng, đừng sợ. Ta tạm thời sẽ không chết đâu. Tô Tô ngước hai mắt đẫm lệ lên nhìn y. Tiêu lẫm lại nói tiếp. Mỗi có thể cứu ta, ta sẽ không chết. Trong áo ta có một viên thuốc, mỗi đưa cho ta uống ta sẽ chậm rãi khỏe lên. Tô Tô vội vã lấy ra một cái lọ trong người gã. Quả nhiên đúng như Tiêu Lấm nói, trong đó có một viên thuốc màu đỏ. Vòng Ngọc khiếp sợ nhìn viên thuốc đó, đột nhiên hiểu ra Tiêu Lấm muốn làm gì. Nó chợt cảm thấy rất khổ sở, nhưng lại không thể nào ngăn cản mọi thứ. Tô Tô trong đầu toàn là trống giống. Tiêu Lấm tự lấy viên thuốc đó rồi uống vào. Uống xong viên thuốc, Y dường như thực sự đã khá lên trầm tính hơn nhìn nàng Từ mái tóc lộn xộn của nàng Sau đó dịch chuyển xuống toàn bộ chóp mũi đỏ hồng của nàng Ánh mắt của tiêu lẫm dịu dàng cực độ Ta không sao Đỡ ta lên đi Chúng ta sẽ ra khỏi khu rừng này Được không? Tổ tổ hoảng loạn lau khô nước mắt Gật đầu nâng y dậy Nàng chiến đấu cả một ngày Trên người chỗ nào cũng đau nhức gần hồ không còn một chút nào sức lực. Nàng nâng tiêu lẫm dậy, suýt một chút nữa thì cùng với y ngã xuống lần nữa. Sắc mặt của nàng trắng bệch, cố gắng ổn định lại bước chân. Máu tươi trên khóe miệng tiêu lẫm vẫn chưa khô, y khẽ khàng nói. Phải rồi, cứ đi về phía trước, đi trên con đường có ánh trăng chiếu lên kia. Tô Tô không biết mình đi được bao lâu rồi, nàng như là trong cơn mơ mơ màng màng, sợ người mà mình đang đỡ lấy sẽ tan biến một cách đột ngột. Bởi vì nhiệt độ cơ thể tiêu lẫm tuy rằng rất thấp, nhưng mà y cũng không hề mất đi hô hấp. Càng đến gần nơi mà quý sư thúc đóng quân, triệu chứng của y lại càng ngày càng ổn định. Tiếp sau nữa, y thậm chí không cần phải tựa người lên tô tô nữa. Đã có thể đứng thẳng người, tiếp tục bước đi. Có một giây phút nào đó, tô tô ôm một trái tim hy vọng. Hy vọng y uống xong viên thuốc đó thực sự sẽ có tác dụng. Vết thương trí mạng của y sẽ được phục hồi, làm cho y một lần nữa khỏe lên. Tiểu lấm đột nhiên ngừng bước lại. Dùng mạng của người đàn ông trẻ tuổi dưới anh trăng như trích tiên, y phục trắng như tuyết của y dính máu tươi đỏ thấm loang lổ, nhưng mà không hề tổn hại một chút nào đến phong thái hào hoa. Tô Tô nói, sao vậy? Tiểu lấm nhìn nàng nhấp môi nói. Mỗi về trước đây, ta lát nữa mới trở về. Không thể nào để người khác biết mỗi bị khống chế được. Nhớ cho kỹ, ta là bị yêu quái làm cho bị thương. Xà yêu đó quá lợi hại. Ta không địch lại được nó. Vậy cho nên, ta đã bị một chút vết thương nhẹ. Không, là muội Tiêu lấm an tĩnh nhìn nàng chăm chú. Giọng nói của Tô Tô cứ như là bị lấp kín. Một câu một chữ không nói nổi nên lời. Nàng chợt hiểu ra điều gì đó. Đôi mắt đỏ bừng lên. Tiêu lấm sẽ chết. Y lừa nàng. Trên đời này làm gì có loại thuốc nào có thể để cho người ta khởi tự hồi sinh. Khuynh thế hoa màu xanh đó đã bị tăng tiểu ăn mất từ lâu rồi. Toàn bộ các thần đều đã ngã xuống. Không một ai có thể cứu được tiêu lấm y uống viên thuốc kéo dài tính mạng nhưng mà cũng chỉ kéo dài được một chốc lát mà thôi. Tiểu lẫm bình tĩnh nói. từ xưa tới nay được làm vua thua làm giặc bình bất yếm trá đối với chủ quốc mà nói đây đích thực là phương pháp đơn giản nhất. diệp tam tiểu thư không hề liên quan gì đến muội coi như thành toàn cho ta được không? Y thấp giọng nói. Một vị tướng lính nên chết ở trên chiến trường. Y nhìn vào mắt nàng, Tô Tô lặng lẽ gật đầu. Sau đó Y đột nhiên cười rộ, tiếng cười mang theo vài phần thỏa mãn. Ừ, vậy thì đừng quay đầu lại. Nào, cứ đi về phía trước. Tô Tô nhắm chặt mắt, quay người đi về hướng đối diện. Tiêu lẫm nhìn bóng dáng của nàng, chờ khi sắp không còn thấy nàng nữa, trong mắt của y vẫn hiện ra sự dịu dàng khó tả. Giờ khắc này, y vẫn biết mình là ai. Y muốn làm thiếu sư, nhưng y lại là Tiêu lẫm. Vì vậy y nói: Diệp tam tiểu thư, tại hạ nhờ vào cô nương một chuyện. Nếu như một ngày nào đó, băng thường cùng với muội xảy ra xung đột, kính nhờ muội bất luận ra sao hãy tha cho nàng ấy một mạng thiếu nữ rất nghe lời y nghe như vậy chỉ dừng bước chân lại không hề quay đầu nàng đáp lại vâng tiêu lẫm liền không nói gì nữa nhìn nàng đi từng bước một rời ra khỏi tầm mắt của mình y mới thấp giọng nói ta xin lỗi thực ra còn rất nhiều điều, rất nhiều điều muốn nói với nàng. Tỉ như triều đại này dung chuyển bất an. Đàm đại tấn ngay cả muội cũng lại lợi dụng tới. Vậy thì về sau, muội sẽ phải sống như thế nào đây? Tiểu lấm rút thanh trùy thủ trong ngực ra. Trong ngực của y đã không còn một giọt máu. Sắc mặt lại bằng tái nhuột, giống như khuôn mặt của một khối thi thể. Y đã chẳng còn hơi thở. đối với tô tô mà nói một đêm đó thực sự là quá hỗn loạn nàng ôm đầu gối vùi đầu mình xuống vòng họ cũng lặng lẽ theo nàng nó biết đối với con dân đại hạ tiểu lẫm không khác gì là một vị thần nếu như để cho người khác biết tô tô giết chết tiểu lẫm mà kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì diệp ra chắc chắn sẽ bị chu di cả nhà không ai sẽ tin nổi tô tô bị trúng thuật con dối cái thứ tà thuật chưa bao giờ nghe thấy này càng tranh luận càng tự bất lợi cho chính mình thêm mà thôi tô tô sẽ bị nơi nơi phỉ nhổ cuộc sống của nàng nhất định không thể tốt đẹp nếu có nơi nào đó thu nhận nàng thì đó chính là trở về bên đàm đại tấn nhưng vòng ngọc biết từ trước tới giờ tô tô chưa hận một người nào như vậy cả trái tim mềm mại như trước kia của nàng cũng ngồi trong đêm nay đã bị thanh thủy thủ đó đầm nát Tô Tô nắm chặt châu lệ diệt hồn, không nói một lời. Trong đêm, khuôn mặt thiếu nữ tái nhợt, đau khổ cùng cực. Nàng nhìn bàn tay của mình, khản giọng nói. Vòng ngọc, ta đã giết chết tiêu lẫm rồi. Vòng ngọc nói. Tiêu chủ nhân, không thể nào trách nàng được. Nàng thân bất do kỷ. Không, tại ta hết. tô tô nói đúng là tại ta quá tự cao tự đại. ta cứ cho rằng ở bên đàm đài tấn thì có thể thay đổi được thế cục. nhưng tất cả mọi chuyện lại biến thành cục diện như bây giờ. vòng ngọc cũng khổ sở muốn khóc. nó hiểu rõ hơn bất cứ ai khác. đối với tô tô mà nói bị thuật con rối không chế để giết chết tiêu lắm. so với việc để cho nàng chết đi còn khó chịu hơn gấp ngàn vạn lần. Nó ở trong lòng mắng chửi đàm đài tấn đến trong vạn lần, đồng thời cũng chỉ có thể tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp để xoa dịu an ủi Tô Tô. Giọng điệu chết lặng của cô gái chảy trong đêm đen. Vòng Ngọc nghe nàng nhẹ hững nói. Ta hận gã. Khi mà tơ hồng trên ngón tay út của đàm đài tấn biến mất, lão đạo mừng rỡ như điên nói. Bệ hạ, thành công rồi. Tiểu lẫm hắn đã chết rồi Đàm Đại Tấn không nói gì Một khắc khi mà thuật con dối biến mất Chỉ có thể chứng minh một sự kiện Thiếu nữ chúng thuật con dối đã hoàn thành sứ mệnh của nàng Thần sắc thiếu niên âm u ác nghiệt Cố tỏ ra vẻ trầm tĩnh trong bóng đêm Gã ngồi dựa vào xa liễn Chạm khắc chim chín đầu Quyết đoán ra lệnh Tấn công thường châu Quân đội trở thế phát động Bắt đầu công thành Dương Ký vút về dầu của mình. Hắn biết Thường Châu không thể nào thủ được nữa. Dẫu cho Diệp Khiếu có tới thì có làm sao? Tiêu Lẫm đã chết rồi. Chiến hồn của Đại Hạ từ đây đã biến mất. Luận thủ thành cùng với vũ lực, thiên hạ không người nào có thể thắng được Tiêu Lẫm. Càng không nói bệ hạ còn có hồ yêu cùng với thi yêu. Cây đuốc chiếu sáng cả bầu trời đêm. Đế vương trong trang phục đen tuyển hiếp mắt nhìn về phía tường thành Thương Châu. Vô số binh lính leo lên trên thang mây, Máu tươi, tiếng kêu rên vang vọng ra khắp đêm tối. Không biết qua bao nhiêu lâu, đã có người tới bẩm báo. Báo? Bệ hạ, tiêu Lâm đã trở lại. Đàm đại tấn giật mình, hắn nâng đôi mắt. Quả nhìn thấy trên tường thành, có một người mặc chiến giáp màu trắng đứng hiên ngang trên đó. Tiêu lấm sắc mặt tái nhợt, cứ như là một tờ giấy trắng không còn sức mệnh. Đồng tử của y cũng lại chẳng còn sắc thái nhưng mà thân hình như là một tòa núi lớn, đứng hiền ngang ở trên tường thành. Y cứng đờ, nâng tay lên, Bình lính ngay ngắn trật tự mà bắn tên. Lão đạo trong cửa chiêu hồn lại hử lạnh. Ăn bích huyết đan ngưng tụ ra từ thi yêu, chỉ là nọ mạnh hết đà, y sắp hóa thành thi yêu rồi, bệ hạ không cần phải lo lắng à. Dương ký nhìn sang, lại thấy bệ hạ vốn biểu cảm thà lộng, lại trở nên rất mù mịt. Đàm Đại Tấn đột nhiên cầm lấy cờ chiêu hồn, thiếu niên hoảng loạn chất vấn lão đạo. Chẳng phải là người nói với cô, nàng ấy sẽ trở về hay sao? Lão đạo sừng sốt hồi lâu mới hiểu được Đàm Đại Tấn đang muốn nói gì. Kế hoạch của họ chính là một khi người của Đại Hạ Quốc biết là Diệp Tịch Vụ giết chết tiêu lắm, vậy thì người khắp thiên hạ sẽ phỉ nhổ nàng. Nàng sẽ chẳng có nơi nào để đi, chỉ có thể trở về bên cạnh bệ hạ. Nhưng tiêu lấm, cuối cùng lại lựa chọn bảo vệ cho Tô Tô, uống bích huyết đan, giấu giếm toàn bộ mọi chuyện cho nàng, ngăn chặn những tiếng mắng chửi đó của khắp thiên hạ cho nàng. Tiêu lấm chống đỡ đến hơi thở cuối cùng, mỗi một bước đi chính là đau đến thấu tim. Hắn đi vào bên trong chiến trường, chỉ huy binh lính tác chiến. Hắn đã định sẵn. Thiếu nữ mà y bảo vệ phía sau, từ nay về sau, sẽ mãi mãi sáng rực như mặt trời, trong trẻo như trăng sáng, không nhiễm một hạt bụi. nàng sẽ không bao giờ trở lại nữa. hết chương chương 56 sở cầu. chân trời lộ ra bụng cá trắng, tiếng chống trận dần dần ngưng lại. Không biết là ai đã kêu lên tiếng đầu tiên Tuyên Vương đã chết rồi Thương Châu sắp bị phá Thành Thương Châu bỗng nhiên lại hỗn loạn Dân chúng bao vây không kịp thu dọn đồ đạc và hành lý Hoảng sợ chạy ra khỏi nhà Xông ra bên ngoài Bình lính quân đội đại trù Cùng với yêu vật trộn lẫn vào nhau Hoàng đế thiếu niên của bọn họ đáng sợ tàn nhẫn. Trong khoảnh khắc toàn bộ thương châu đã trở nên hỗn loạn, không thể nào không chế nổi. Dèm kiệu trên xe ngựa được vén lên, lộ ra một gương mặt không thể nào tin nổi. Diệp Băng Thường nắm lấy tay nhà Hoàn Tiểu Tuệ, mặt trắng bệch. "Bọn họ nói gì?" "Nói cho ta." "Là ta nghe nhầm." Tiểu Tuệ khổ sở nhìn nàng ta. "Chắc Vương phi." Tiểu Tuệ nhìn Diệp Băng Thường, nàng đôi mắt lại đỏ lên, trong mắt là một vẻ ngỡ ngàng không thể nào tin nổi, khiếp sợ và bi thương. Nàng ấy giống như mất đi linh hồn, túm chặt lấy cổ tay của mình, bất giác siết chặt lấy làm cho bàn tay mình phát đau. Tiểu tuệ lắp bắp. V vương Phi, tay của nô tỳ. Diệp băng thường mất hồn mất vía, buông tay nàng ta ra. Điện hạ, làm sao có thể, làm sao sẽ... Bẩm chắc Vương Phi, thương châu hiện đang hỗn loạn, Diệp đại tướng quân sẽ không thể nào thủ thành được lâu nữa đâu, chẳng mấy chốc nữa thôi, đại quân chủ quốc sẽ công tiến vào thành. Thuộc hạ tới bảo vệ người rời đi. Có một thông lĩnh mặc áo giáp trên mặt dính đầy máu tươi, sốt ruột nói. Thông lĩnh từ trên thành lâu hỗn loạn chạy xuống dưới, hiểu rõ tình thế hiện tại tồi tệ đến mức nào. Tuyên vương điện hạ thủ thành vẫn luôn thủ cho đến khi tia sáng đầu tiên của mặt trời sáng lên. Điện hạ mặc chiến giáp màu trắng bạc sắc mặt hắn đã như than trì. Tiêu lẫm từ bắt đầu sinh ra đã là hy vọng của đại hạ, y chiến đấu tới một khắc cuối cùng. Cuối cùng nắm lấy kiếm bạc của chính mình, cùng với chiến mã chết ở trên chiến trường. Thông lĩnh từ xa thấy gió, ở một nơi mà ánh mặt trời mênh mông, trên xa liễu chim chín đầu, đế vương thiếu niên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tiêu lẫm ngã xuống. Phía sau tiểu bạo quân, cơ sĩ ở trên xa liễn bị gió thổi tung bay phần phật giống như hai cánh chim lạnh như băng. thì yêu bị binh lính của đại hạ cùng với thầy chủ yêu chém nát, nhưng mà các binh lính trung quốc nghỉ ngơi lấy lại sức giống như là mãnh hổ leo lên trên thành lâu, thế như chảy tre. theo sát chính là hồ yêu gầm gào, sông hướng về phía cửa thành. một khắc đó ai nấy cũng đã hiểu thương châu không thủ nổi nữa rồi. diệp băng thường tay trần lạnh lẽo, nước mắt tuôn rơi đầy mặt. Tiểu tuệ đỡ lên nàng ta Người đánh xe ngựa ngồi vào chỗ Chuẩn bị đưa bọn họ chạy trốn ra khỏi thương châu Một tòa thành bị công phá Ở lại có bao nhiêu sự nguy hiểm Tất cả mọi người đều quá rõ Trước khi buông rèm kiệu xuống Diệp băng thường trông thấy thiếu nữ từ cuối con phố dài đi tới Đó chính là tam muội muội của nàng ta Chiếc váy vàng của nàng Được giống như tô điểm bởi ánh sáng mặt trời ánh mắt của thiếu nữ lạnh như băng nhìn dân chúng trong thành hoảng loạn chạy trốn. Trên lưng thiếu nữ đeo một thanh kiếm, nàng từ phía xa nhìn chằm chằm vào cờ xí đổ xuống, yên tĩnh nghe những tiếng kêu gào la hét bi thương tràn ngập trong không khí. Ánh mắt sâu thăm thẳm như hàn đàm tháng 12. Cảm nhận được ánh mắt của Diệp Băng Thường, Tô Tô ngước lên. Từ xa đã nhìn thấy Diệp Băng Thường, ánh mắt hai người chạm nhau. Diệp Băng thường không thể nào nói ra được cái lạnh mà mình cảm nhận được vào một khắc đó. Giống như là một tu giả vô tình vô dục, dùng ánh mắt không có tình cảm liếc mình một cái. Nhưng rất nhanh, thiếu nữ đi tới chỗ nàng ta, cái lạnh lẽo thấm tận sâu trong xương tủy đó đã biến mất. Tô Tô nói: "Thương châu sắp bị phá rồi. Nơi này rất nguy hiểm. Tỉ về kinh đi." Diệp Băng thường buột miệng nói: "Vậy còn muội Tô Tô lại nhìn nàng ta Diệp băng thường mấp máy môi Yêu ớt nói Lẽ nào muội muốn ở lại đánh giặc Nhưng Nhưng muội chỉ là một cô gái Tô Tô lại không nói gì Nàng lấy tấm bùa che giấu hơi thở trong ngực ra Bỏ vào trong lòng bàn tay Diệp băng thường Mang theo cái này Yêu quá sẽ không thể nào phát hiện ra tỷ tỷ đi theo thông lĩnh bọn họ trở về kinh luôn đi. Diệp băng thường vẫn còn muốn nói gì đó. Tô Tô đã không để ý tới nàng ta nữa. Quay người, đi ngược lại thẳng về hướng Thương Châu. Vô số người chạy trốn ra bên ngoài, chỉ có đúng một mình nàng là đi ngược vào trong. Ngàn người vạn người, nàng ngược dòng mà tiến. Tiểu tuệ nhìn Diệp băng thường đang túng chặt lên làn váy, bất an gọi một tiếng. Vương Phi, Diệp băng thường lại mau chóng buông tay ra Ngờ ngận nói Quay về kinh Một thanh trường thương đâm tới Diệp khiếu chiến đấu cả một đêm Đã không thể nào né tránh E rằng phải bỏ mạng ở chỗ này rồi Ngay lúc đó Kiếm bạc chết sạn ra ánh sáng Và chạm cùng với trường thương Tiếng trường kiếm gãy đoạn Diệp khiếu được người ta đỡ lên Thấy người đó Gần xanh ở trên trán ông lại dựng lên con gái. Trên mặt Tô Tô đều là máu, nàng nâng Diệp Khiếu dậy, đưa ông vào bên trong thành. Phụ thân, đều đã hạ lệnh rút binh rồi, tại sao vẫn còn chưa đi? Diệp Khiếu nói. Ta làm gì, đó là chuyện của ta. Nhưng mà con đó, tại sao lại bứng bỉnh như vậy? Không phải là bảo con quay về kinh rồi sao? Có phải là con muốn làm tù mẫu con tức chết hay không? Ông dường như đã già đi chục tuổi. Tuyên vương đã chết trên chiến trường. Cha mà sống sót trở về, không thể nào giải thích thỏa đáng. Tô Tô lau máu ở trên mặt, bình tĩnh nói. Cha không thể nào chết được. Đại hạ đã mất đi một vị anh hùng rồi. Cha lại còn là chiến thần của đại hạ. Chỉ cần cha còn sống sót, đàm đài tấn, hắn sẽ không thể nào chiếm được đại hạ nhanh như vậy đâu. Vòng Ngọc cho rằng nàng đang rất đau khổ, cũng đích xác giống như nó nghĩ. Nhưng mà nàng tỉnh táo lại cũng rất nhanh. Nàng như trong một đêm trưởng thành, cả người trở nên cứng cỏi kiên định hơn. Hành Dương Tông đã từng bảo vệ cho nàng, các sư huynh đệ đều đã yêu quý nàng. Vòng Ngọc làm bạn với nàng, giảng đạo tu chân cho nàng nghe. Tô Tô Thiên Phú rất tốt, cũng không mấy khi trải qua thất bại. Nhưng hiện giờ, bị đàm đài tấn hạ thuật con dối, nàng đã tự tay kết liễu tiêu lắm. Và Ngọc không dám xem trộm nội tâm đau khổ của nàng Nhưng nó biết tính nghiêm trọng của chuyện này là sao Lục hoàng tử tiêu lẫm của đại hạ Từ khi bắt đầu sinh ra Quốc sư đã từng đoán mệnh cho y Tiêu lẫm cùng với Long Mạch có mối liên hệ rất đặc biệt Tiêu lẫm chết Ý nghĩa vận mệnh quốc gia của đại hạ cũng sẽ bắt đầu suy kiệt Nếu như Tô Tô không có liên quan đến chuyện này vậy thì tốt Nhưng mà chớ trêu thay Sự việc này lại tàn nhẫn như vậy khi tự tay nàng đã đâm rất mạnh thanh chỉ thủ đó vào trái tim tiểu lẫm tiêu lẫm nói nàng đừng quay đầu lại hãy cứ tiến về phía trước cuối cùng y phải dựa vào nghị lực ra sao chết ở trên chiến trường bảo vệ cho tô tô cùng với toàn bộ diệp gia ngay cả vòng ngọc trong lòng cũng nặng chiếu nếu như không phải là trước đó nó sơ sẩy tiểu chủ nhân không thể nào bị chúng thuật con dối được những lời của tô tô đã đả thông diệp khiếu Diệp Khiếu cũng là một người hiểu nặng nhẹ, đành phải tạm thời rút lui theo đại quân. Tô Tô từ xa nhìn quân đội Trung Quốc đông nghìn nghịt đánh tới. Nơi đó có một xa liễn chim chín đầu đen tuyền, tồn quý vô song. Thiếu niên ngồi ngay ngắn ở trên đó. Nàng đột nhiên nói. Phụ thân, cha có cung tiễn không? Diệp Khiếu không hiểu, hỏi lại. Sao? Tô Tô lấy cung tiễn từ chỗ một binh lính. Vũ tiễn sắc bén đâm vào ngón trỏ của nàng, dính một chút máu. Biểu cảm của nàng lãnh đạm, cài cung tên, kéo thật căng. Âm thanh của cung tên kêu phá ngang lên bầu trời, đón ánh mặt trời, thẳng tắp vọt tới phía thiếu niên áo đen. Vòng ngọc lại hồ to. Tiểu chủ nhân, không được. Nàng ngừng tiên lực, cùng tiến mang theo sắc bạc xuyên thấu qua hai quân, cuối cùng bắn vào cờ sĩ đại chu phía sau đàm đài tấn cờ xí đó đổ xuống. Nhập Mộc Ngưng lại kinh hãi kêu lên. Bệ hạ, cẩn thận. Nàng ơi vội vã phi thân lên, mang theo đàm đại tấn, né tránh cờ xí đất gãy đổ xuống. Nàng ta ngẩng đầu, liền thấy sắc mặt trắng đến kinh người của đàm đại tấn. Thiếu niên chật vật ngẩng đầu, nhìn về phía nơi mà hai quân giao chiến, lẩm bẩm Nàng ta muốn ta chết sao? Nhập mục ngừng nâng gá dậy, với nhãn lực bất phạm của mình, nàng ta dễ nhiên hiểu mũi tên này là từ đâu bắn ra. Đàm Đại Tấn cười một tiếng, ngón tay chống mùi, nói rất nhanh, giống như là tự thuyết phục chính mình. Nhưng không sao, dù sao tiêu lâm cũng đã chết rồi. Hoàng đế đại hạ yếu đuối, triệu vương là kẻ bất lực chuyên bắt nạt kẻ yếu. Mười năm ca vũ thanh bình làm cho đại hạ nuôi ra một đống đuổi trùng. Tiêu lâm đã chết, đại hạ không chống đỡ được bao nhiêu lâu nữa. Gã dùng giọng điệu chế diễu nói ra những lời này. Nhập mộc ngừng nhìn gã mím chặt môi, liền biết tâm tình của bệ hạ cực kỳ tệ. Gã công phá thương châu, nhưng mà không hề vui vẻ và hưng phấn như trong dự liệu. Nhập mộc ngừng rút kiếm ra, nhìn về phía đại hạ. Bóng dáng thiếu nữ kia đã không thấy đầu nữa. Trận chiến tranh này đánh từ tháng 7 đến tháng 11. Từ đầu mùa thu say lạnh cho đến đầu mùa đông. Tổ tổ khoác áo tràng, đỡ tổ mẫu ra bên ngoài, Dân chúng thượng kinh mật mày rất u sầu Lão phu nhân khi nói chuyện trong lời nói cũng đầy vẻ bất an Nắm chặt tay Tô Tô Tịch vụ à Vậy cháu nói xem Phi thành lần này có thể chống đỡ được bao nhiêu lâu Hả Cha của cháu Với ca ca Lại có xảy ra chuyện gì không Tô Tô yên lặng một lát Sau đó cười cười An ủi bà cụ Chắc là không sao đâu tổ mẫu Tôi mới phải tin tưởng cha cháu. Ông ấy ngựa chiến nửa đời, kinh nghiệm đánh giặc lại nhiều hơn người khác. Bà ngày nào cũng cầu nguyện với thượng thần, vậy tiên nhân sẽ phù hộ cho cha và ca ca của cháu. Lão phu nhân không nói chuyện. Mọi người đều hiểu rõ trong lòng, Bốn tháng trôi qua, quân đội của Đàm Đài Tấn không một ai có thể kháng cự. Từ sau khi đánh hạ thường Châu đến nay, gã đã liên tục công phá Viên Châu, xuyên vô phủ, thậm chí vào tháng trước tướng lĩnh thủ thành phái đi canh giữ viễn phái đã trực tiếp mở cổng vào đầu hàng. Đó là một xu thế đáng sợ cỡ nào. Diệp Khiếu cùng với đại ca Tô Tô lui về phía Phì Thành, sau đó tiếp tục thủ. Nếu như Phì Thành bị đàm đại tấn công hãm, đại hạ sẽ bị diệt. Đó là chuyện sớm hay muộn. Tô Tô đưa lão phu nhân đi dâng hương. Cố xe chạy không ngừng suốt quãng đường. Đại quân đàm đại tấn tiếp cận, làm cho bầu không khí toàn thành lại về bên trong một áp lực rất nặng nề. Tô Tô dựa ngồi ở trên xe ngựa, bất giác cảm thấy thời gian tại sao lại trôi qua quá nhanh. Nàng tới thế giới này đã sắp được một năm rồi. Năm ngoái cũng là sau khi dân hương trở về, nàng tiến vào bên trong cơ thể của Diệp Tịch Vụ, lại chạy thoát ra khỏi vòng tay của bọn Sơn Tặc và lần đầu tiên gặp Đàm Đại Tấn. Có lẽ là vì bóng ma của năm ngoái, lần này lão phu nhân đi dân hương đã thay đổi chùa miếu khác. Tô Tô vừa bước xuống xe ngựa, đã nghe được tiếng chuồng chùa miếu vang vọng bên tai, kéo dài không dứt. Tiểu hòa thường áo xám đang gõ chuông. Lão phu nhân đi vào dâng hương. Tô tô ở dưới bậc thang chờ bà. Có một thiếu nữ mà cung trang mặt mày tái nhột đi xuống bậc thang. Khoảnh khắc trông thấy tô tô, cô ta bỗng nhiên lại trợn trừng con mắt, nổi giận đùng đùng chạy tới. Diệp tích vụ. Tô tô lại kinh ngạc nhìn cô ta, cảm giác trông rất quen mắt. Vẫn là Xuân Đào đứng sau nhắc nhở, Tại sao cửu công chúa lại ở đây vậy? Thì ra là cửu công chúa. Cửu công chúa nhìn thấy Tô Tô, cứ như là nhìn thấy kẻ thù giết cha. Túm chặt lấy cổ áo tròn của Tô Tô. Diệp tịch vụ, có phải là người có thủ án với bổn công chúa không? Tô Tô hất tay nàng ta ra. Có chuyện gì cứ từ từ mà nói. Nếu như động tay động chân với ta, ta không khách sáo đâu đó. Cửu công chúa nét mặt tiểu tụy, vẻ mặt cực kỳ nghiêm khắc nói. Đều là tại vì ngươi dẫn sói vào nhà, để đàm đại tấn thuận lợi trở về Trung Quốc làm hoàng đế. Người đã ngu dốt, lại còn không quản được trái tim của gã. Bằng không, bằng không, bổn công chúa cũng lại không bị Tô Tô hỏi, không bị gì. Cửu công chúa rậm chân, cầm hận nói. Phụ hoàng, sẽ không bắt bản công chúa hòa thân với đàm đài tấn. Nàng ta vừa thốt ra, đừng nói Tô Tô bất ngờ, mà ngay cả Xuân Đào cũng trợn tròn con mắt. Từ xưa tới nay, đánh giặc khi mà không thắng thì chỉ có thể cầu hòa. Từ sau khi tiêu lẫm chết, đại hạ liên tục thất bại. Hoàng thượng muốn giảng hòa, tính toán gả cửu công chúa cho đàm đại tấn. Người cũng biết, bổn công chúa trước kia đối xử với hắn thế nào mà cửu công chúa sắc mặt tái nhợt gã nhất định sẽ tra tấn bổn cung đến chết không sai trước kia coi đàm đại tấn như chó mà trêu đùa ngoài triệu vương gia thì chính là cửu công chúa mắt cao hơn đỉnh nếu như cô ta thực sự rơi vào trong tay đàm đại tấn tuyệt đối không thể nào có kết cục tốt bổn cung mặc kệ người người phải nghĩ ra cách cho ta đây là quyết định của phụ hoàng cô đâu có liên quan gì tới ta. Tô Tô nói. Người, người đúng là loại phụ nữ không biết cố gắng. Uổng cho ngươi còn là thê tử của gã. Tô Tô không một chút nào biểu cảm. Nàng nói đúng, ta không biết cố gắng. Người! Tô Tô đi được hai bước, thấy kiểu công chúa vẫn sợ đến nỗi mặt mày trắng bật. Nhớ tới cô ta đã là muội muội mà tiêu lắm yêu thương nhất, đành phải thở dài. Cửu công chúa cứ yên tâm đi Gã sẽ không đồng ý đâu Cửu công chúa kinh ngạc nhìn nàng Người Người nói gì Tổ tô nghĩ thầm Bởi vì gã muốn chính là Diệp băng thường cơ Xuân Đào đang lo lắng sốt ruột nhìn theo bóng dáng của cựu công chúa. Tại sao Hoàng thượng lại có quyết định như vậy được? Tiểu thư, vậy nàng nói xem chất tử À không Đàm đài bệ hạ lại có đồng ý không Trong lòng Xuân Đào Đàm đài tấn vẫn là phu quân của Tam Tiểu Thư Phu quân của Tam Tiểu Thư Thì làm sao lại có thể cưới cửu công chúa được Xuân Đào lầm bẩm Đúng là quá hoang đường đi Tô Tô nói Còn có chuyện hoang đường hơn nữa đó Xuân Đào không hiểu Tiểu thư nói gì? Tô Tô xoa đầu nàng ấy. Xuân Đào bĩu môi. Tiểu thư chỉ xa nhà một chuyến mà khi về đã thay đổi rất nhiều nha. Thay đổi chỗ nào? Trước kia tiểu thư hay cười lắm, khi nói chuyện thì rất vui vẻ. Xuân Đào dùng ngón tay chỉ chỉ vào mắt mình. Lần này tiểu thư trở về, trong mắt lại không có ý cười nữa. Đặc biệt là khi nhắc tới đàm đài bệ hạ, trong ánh mắt, đèn trắng rõ ràng như là được tôi một tầng hàn băng. Tô Tô ngẩn người, sau đó chỉ biết cười nhẹ. Em nhìn nhầm rồi. Nàng tự cảnh giác trong lòng, ngay cả Xuân Đào cũng có thể nhìn ra được cảm xúc của mình, điều này không phải là chuyện tốt. Giết chết tiêu lấm làm cho nàng luôn luôn canh cánh trong lòng, đạo tâm đã bị ảnh hưởng rất lớn. Nhưng nhiệm vụ của Tô Tô lại càng to lớn hơn, nàng phải duy trì được sự tỉnh táo của mình tà cốt. Tà cốt mới chính là quan trọng nhất. Chỉ còn hai năm nữa, nếu như trong hai năm này không thể nào rút ra được tà cốt, đại yêu trong hoàng uyên sẽ toàn bộ được thả ra ngoài. Thế giới này sẽ trở nên hỗn loạn. Làm cho đàm đại tẫn hiểu yêu hận. Tô Tô giống như suy tư điều gì đó. Lão phu nhân chỉ là một lát đã đi ra, trên cổ tay của bà đeo Phật Châu, vẻ ưu tư không tiêu tan. Tô Tô bước tới đỡ bà, trên mặt bà vẫn đang càng khổ sở Tịch vụ của bà tốt thế này Ngày sau phải làm thế nào đây Tổ mẫu xin đừng lo lắng Cháu không sao đâu Thân phận của Tô Tô ở Thượng Kinh Cũng lại cực kỳ xấu hổ Trước kia thành thân với đàm đại tấn Đã nhận đủ những ánh mắt khác thường Của các tiểu thư phu nhân trong kinh thành Cũng giống như cửu công chúa đã từng nói Hiện tại ở bên ngoài Đang lan truyền một lời đồn đàm đài tấn dùng diệp tam làm ván cầu để rời khỏi hoàng cung vậy cho nên hắn mới có thể quay về chủ quốc tô tô bị dồn ép thêm hơn một tầng tội danh hiện giờ diệp khiếu cùng với diệp thanh vũ vẫn còn đang đánh giặc không một ai dám động vào tô 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 nghĩ trong bụng nếu như không phải là tiểu lấm, thì nàng đã bị người trong thiên hạ thoá mạ không còn chỗ trốn rốt cục mọi người đã hiểu rõ đại hạ bị thua trận là chuyện sớm hay muộn huy hoàng hơn 10 năm của đại hạ bây giờ đã hạ màn. Quả nhiên không bao nhiêu lâu sau, chuyển tới tin tức hoàng đế đại hạ cầu hòa. Hạ quốc thình cầu ngừng chiến, nguyện dâng lên châu báu và ngọc khí, hàng năm thượng cống. Lễ tạ thần đưa cửu công chúa hòa thân. Thời điểm trận tuyết đầu đông rơi xuống, sứ giả lao tới chiến trường, nói rõ cho đàm đại tân biết. Không bao nhiêu lâu sau, chú quốc tặng phần đáp lễ, chính là cái đầu của sứ giả. Sứ giả hai mắt trợn trừng, biểu cảm hoàng sợ tột độ. Khi nhìn thấy cái đầu đó, hoàng đế đại hạ suýt một chút nữa thì tức đến nỗi hôn mê bất tỉnh. Tô Tô làm ổ bên trong phòng viết thư, thân phận hiện giờ của nàng cực kỳ tế nhị, vậy cho nên rất hiếm khi ra ngoài. Nàng không biết bình pháp, đành phải viết toàn bộ biện pháp khắc chế yêu vật ở trên giấy, sau đó gửi cho cha và ca ca. Có một câu nói, Thực ra đàm đại tấn không nói sai chút nào Tiêu lâm đã chết rồi xương sống của đại hạ thực sự bị đứt gãy Hiện tại văn thần của cài triều thần Giống như là muốn cầu hòa Diệp khiếu sau khi biết được tình huống trong triều Tâm lạnh đi một nửa Phái chủ chiến Cuối cùng chỉ còn lại có diệp ra Diệp khiếu cực khổ chống đỡ Tới một tháng khi mà trận tuyết đầu tiên đổ xuống Thượng Kinh, đại quân của Trung Quốc đã tiếp cận, đánh tới phía gia dục quan. Gia dục quan chính là nơi mà năm đó Tô Tô lựa chọn nhảy xuống dòng sông lạnh như băng để bảo vệ cho Diệp Thành Vũ. Nhưng lần này, Diệp Thành Vũ đã chết. Tiểu tướng quân bị chúng mấy chục mũi tên, ngã xuống sông gia dục. Khi tin tức này truyền về, Lão Phu Nhân đã ngất xỉu luôn tại chỗ. Tô Tô hốc mắt lại nóng lên. Trong lòng nàng, khổ sở không diễn tả thành lời. Không bao nhiêu lâu sau, thi thể của Diệp Thanh Vũ được đưa trở về. Diệp Lâm Âm cuối năm ngoái đã được gả đi. Diệp Chết Vân từ lần trước bị huyết quả làm cho kinh hãi, bây giờ đã đổ bệnh nặng. Diệp Gia hiện giờ chỉ còn lại có tứ thiếu gia cùng với Tô Tô. Tô Tô dắt em trai, nhìn tiểu binh đỡ quan tài vệ kinh. Cũng gặp được tướng quần thiếu niên trong quan tài. Các lỗ mũi tên trên cơ thể hắn bắt đầu thối rữa, cơ thể đầy những vết đau thương. Em trai Diệp Tứ đứng bên Tô Tô hoảng sợ nhìn Diệp Thanh Vũ, không nhận ra đại ca của mình tô tô nói qua đó dập đầu đi rồi đưa đại ca về nhà cậu bé mập mạp bị nàng lôi kéo khóc và khóc trong suốt quá trình bọn họ đưa diệp thanh vũ về nhà xuân đào lại kinh hoàng chạy vào tiểu thư giờ bên ngoài đều đáng nói hoàng thượng lại phái sứ giả đi câu hòa nữa tô tô nghe thấy như vậy trong lòng có dự cảm không tốt lành gì, quay lại nhìn Xuân Đào. Lần này, đàm đái bị hạ đồng ý, nhưng... nhưng mà Chu Quốc muốn Diệp Gia lưu đầy trong 10 tòa thành chỉ của gia dục quan. Và... còn nữa... tôi tôi thấy Xuân Đào cứ lắp ba lắp bắp, liền bình tĩnh lại nói. Còn gì nữa, em cứ nói rõ ra đi. Dù sao thì mọi chuyện cũng không thể nào tệ hơn chuyện Diệp Gia bị lưu đầy đâu. Xuân Đào uất ức nói. Đàm đại bệ hạ, muốn hoàng thượng đưa quá phụ của tuyên vương qua đó, cũng... cũng chính là đại cô nương. Tô Tô đã đoán ra được từ lâu rồi, lòng nước mắt trên mặt Xuân Đào, rồi nói. Đừng khóc nữa, ta biết rồi. Tiểu thư, chất tử... Có ý với đại cô nương Từ khi nào vậy Đàm đại tấn có yêu cầu này làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Gã không hề muốn cửu công chúa mà ngược lại yêu cầu Hạ Quốc đưa Diệp Băng Thường đi. Đối với đại hạ, đây là một chuyện vô cùng nhục nhã. Nếu như thực sự đưa quá phụ tuyên vương qua cho gã, mặt mũi đại hạ chẳng khác nào bị dẫm nát dưới chân. Tô Tô mấp môi, không trả lời xuân đào. Hoàng thượng có đồng ý không? Nô tỳ không biết. Tô Tô không nói gì nữa, Xuân Đào vốn tưởng rằng Tam Tiểu Thư sẽ cực kỳ phẫn nộ, cũng giống như trước kia. Một khi liên quan đến đại cô nương, cảm xúc của Tam Tiểu Thư cứ như là đều không tốt. Nhưng Tam Tiểu Thư bây giờ rất bình tĩnh, như là đã đoán ra được trước điều này từ sớm rồi. Tô Tô bước vào trong nhà, đỡ tổ mẫu dậy. Một năm nay, Diệp lão phu nhân cao quý ngày xưa đã trở nên già nua và yếu ớt. Tô Tô tự tay búi tóc cho lão phu nhân, phát hiện ra trên đầu bà cụ là hơn một nửa đã bạc trắng. Nếp nhăn lan rộng trên khóe mắt, làm cho bà cụ trông cứ như suy sụp đi hẳn. Lão phu nhân tin tức linh thông, sự kiện hoàng đế đại hạ phái người cầu hòa, bà cụ đương nhiên đã biết. Hiện giờ, trưởng tôn đã chết, diệp gia dần dần sụp đổ, thậm chí hoàng đế đều sẽ có ý tưởng tự bỏ diệp gia để giữ lại đại hạ. Tổ tù cầm lấy lược, mới trải được vài cái, đã bị lão phu nhân cầm tay, nó muốn đứa cả, chính là đặt con lên trên nước sôi lửa bỏng rồi. Bà cụ rừng rừng nói. Tô Tô lắc đầu, không nói chuyện. Trăm năm gia nghiệp của Diệp gia, không ngờ lại thua bởi triều đình. Bà hiểu hoàng đế, hắn sẽ đồng ý thôi. Tịch vụ à, theo bà đi thăm ca ca của cháu, sau đó phân tán già nô đi. Tô Tô nhẹ giọng nói. Vâng. Nàng đưa lão phu nhân đi đến tế điện Diệp Thành Vũ. Diệp Thành Vũ hạ táng vội vàng. Tô Tô hiểu rõ. Nếu như không hạ táng ngay, chỉ sợ ngay cả một quan tài để diện cũng lại không có. Một khi đại hạ trở thành nước nhỏ phụ thuộc, Diệp ra chắc chắn là không còn tồn tại. Bởi vì Diệp Khiêu đã từng giết vô số người Trung Quốc. Trong những người đó, có tướng quân, có vương gia, Diệp Khiếu thời trẻ từng là một ác mộng của con dân chủ quốc. Vậy cho nên, một khi đại hạ đồng ý đầu hàng, giao Diệp ra ra chính là thành ý tốt nhất. Hành vi như vậy dĩ nhiên khiến cho lòng người rét lạnh. Nhưng nếu không làm như vậy, đại hạ bị diệt chỉ là một chuyện sớm hay chiều. Tô Tô cụp mắt xuống, Diệp ra, từ giờ đã xong rồi. Đàm Đài Tấn đã thành công. Thiếu niên vào năm trước bị đông cứng tay vì lạnh. Hiện giờ Hắn đã đứng trên vạn người. Gã cũng đã có được người mà gã muốn nhất. Khi mà Dương Ký vui vẻ hớn hở cầm công văn cầu hòa tiến vào, thiếu niên áo đen đang ngồi ở chân sập, trà lau cây cung. Bệ hạ, kẻ bất lực đó đã đồng ý rồi đó ạ. À? Khóe miệng đàm đài tấn nhướng lên đầy sự châm trọng Dương Ký nhìn diệp chữ phong biểu cảm lạnh nhạt đứng ở một bên, lại mở miệng. Hoàng đế đại hạ đồng ý đưa đại cô nương Diệp Gia tới đây. Ít ngày nữa, Diệp Gia cũng sẽ bị lưu đầy. Tin tức chuyển tới, Diệp Khiếu cũng đã bị triệu về kinh. Bàn tay trong tay áo của Diệp Chữ Phong run rẩy. Đàm Đại Tấn buông cùng tiến, nâng mắt. Tin khác. À, dạ dạ, bệ hạ yên tâm. Diệp Đại Cô Nương nửa năm nay chỉ ở trong nhà thôi. Nghe nói nhận được tin tức này, nàng ta không hề có luẩn quẩn gì trong lòng đàm đại tấn vẫn nhìn hắn chằm chằm dáng vẻ thực sự là không vừa lòng dương ký không đoán ra được gã đang muốn gì lại cẩn thận nói lẽ nào bệ hạ có muốn biết tin tức gì khác hay sao ạ à? đàm đại tấn lại ném cây cung ra ngoài cút dương ký bị cây cung đập trúng chân nhảy lên hai cái tại chỗ bệ hạ Thuộc hạ biết sai rồi, thuộc hạ cút ngay. Dương ký chạy trốn ra khỏi cung điện. Bụng nghĩ, rõ ràng là không đúng nha, ta sai ở đâu chứ? Không phải là chính ta làm việc theo yêu cầu của bệ hạ đó sao? Khi biết bệ hạ muốn người phụ nữ của tiêu lẫm, Dương ký vô cùng khiếp sợ. Nhưng mà hoàng thất đàm đài này khẩu vị nặng như thế nào mà chưa từng có. Ngẫm lại chuyện này đâu có tính là gì. Dương ký nháy mắt lại, thấy rất là bình thường. Hơn nữa, hắn cũng đã gặp Diệp băng thường kia rồi, xinh đẹp như hoa như ngọc, nói năng dịu dàng nhỏ nhẹ. Bệ hạ thích nàng ta cũng đâu có gì lạ lạ. Nhưng tại sao hắn lại bị đánh chứ? Đầu xoay vài vòng, Dương Ký đột nhiên nhớ tới người mà suýt một chút nữa bị mình quên mất. Chính là thiếu nữ mà nửa năm trước Dương Cung lắp tên, thiếu một chút nữa thì một mũi tên bắn chết bệ hạ. Dương Ký run cầm cập. Không, không thể nào muốn diệp băng thường không có vấn đề nhưng nếu nhớ mãi không quên với một người mà thời khắc nào cũng muốn cái mạng của mình thì đó mới chính là có vấn đề lớn dương ký lại nhủ thầm thế cho nên là rốt cuộc thích ai chứ huyết quả bay vào bên trong đại điện Chù quốc ấm áp như mùa xuân cánh đèn của huyết quả rùng lên kêu quát một cái đậu ở trên tay áo của đàm đại tấn đàm đại tấn nhìn nó chăm chú một lúc sau gã mới bóc chặt nó, lạnh lùng nói. Cầm miệng. Cô sẽ không thích một người phụ nữ muốn giết chết cô. Chỉ là ta chưa lăng nhục nàng ta đủ mà thôi. Quả đen nghiêng đầu liếc gã, sau đó vỗ cánh bay đi. Chớp mắt, đại trạch diệp ra trống vắng. Xuân Đào và Hỷ Hỷ khóc lóc không chịu đi. Tô Tô nhét hết trang sức của Diệp tịch vụ vào túi, dùng roi đuổi hai người đi. Mấy ngày trước, quan binh đã đóng lại cửa bên ngoài. Hạ nhân có thể đi được, nhưng người của Diệp Gia thì một người cũng không thể nào bước ra. Cậu bé mập Diệp Tứ vẫn còn chưa biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết ở trong lòng Vân Di Nương, thỏa thích ăn vặt. Vân Di Nương ôm con trai, sắc mặt không hề có vẻ gì là lo lắng. Mấy vị Di Nương còn lại đều lấy lòng Vân Di Nương. Vân Di Nương vẫn treo một nụ cười như có như không trên mặt, không hề có vẻ hoảng loạn khi đại họa lâm đầu. Lúc thấy Tô Tô và lão phu nhân, vẻ sung sướng của bà ta mới thu lại một chút. Tô Tô đỡ lão phu nhân, liếc nhìn bà ta một cái, lại chẳng nói gì. Vân Di Nương chính là mẹ ruột của Diệp Băng Thường. Hiện tại bên ngoài không ai không biết Hoàng đế Trung Quốc có ý với Diệp Băng Thường. Có câu, hồng nhan họa thủy, nhưng mà họa thủy đến mức này, ngay cả người nhà cũng là gà chó lên trời rồi. Vân Di Nương đã từng rất dè dặt cẩn thận hiện tại trên người lại toát ra khí chất ngạo mạn. Nếu như không phải là biết Diệp Gia sắp bị lưu đầy, thì lại còn tưởng rằng Diệp Gia sắp thăng quan phát tài. Trong mắt người ngoài, Diệp Băng thường sắp trở thành hoàng hậu của Đại Chu. Cũng khó trách Vân Duy Nương không có vẻ gì là lo lắng như vậy. Tổ tổ rất không ưa người như thế, nhưng cũng lười để ý tới bà ta. Hiện tại, nàng đang lo lắng nên sắp xếp tổ mẫu ra sao. Lão phu nhân đã có tuổi rồi, lại không ai chăm sóc. Những người khác Liệu ai có thể sống sót khi bị đẩy ai đến một nơi lạnh lẽo giá bút như Liễu Châu? Lão phu nhân lại càng không thể nào chịu đựng được. Hơn nữa, lưu đẩy như vậy không phải là ngồi xe ngựa mà đi, mà chính là đi bộ. Lão phu nhân nhìn Vân Di Nương, bình tĩnh nói. Vân Di Nương, lão thân muốn gặp băng thường. Hết tập 19. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE trên kênh MCNA trên audio cổ đại.